Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 bài 9 trang 86 đến trang 92. Văn bản 2 người thứ 7, trích Mura Kami. Một nhỏ chuẩn bị, các em đọc trước văn bản người thứ 7, tìm hiểu thêm thông tin về nhà văn Murakami Haruki. Đọc đoạn sau để hiểu bối cảnh của đoạn trích. Trong đêm mưa bão, một tớp người trong căn phòng nghe người đàn ông thứ bảy kể câu chuyện của mình. Ông ta là người cuối cùng kể câu chuyện vào đêm đó. Như vậy, chúng ta đọc trước văn bản và chúng ta tìm hiểu thêm thông tin về nhà văn Murakami Haruki. Thông tin về nhà văn Murakami Haruki. Ông sinh năm 1949 tại Kyoto, hiện đang sống ở Boston, Mỹ. Murakami cũng là một trong những tiểu thuyết gia Nhật Bản được biết đến nhiều nhất hiện nay ở trong nước lẫn ngoài nước. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm bút từ năm 23 tuổi, tính đến nay hơn 30 năm, có lẽ với rất nhiều tác phẩm có giá trị, được dịch ra khoảng 38 thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Ông đã trở thành một hiện tượng trong văn học Nhật Bản đương đại với những cái mỹ danh như nhà văn được yêu thích nhất, nhà văn bestseller, nhà văn của giới trẻ, nhà văn Nhật Bản được yêu thích nhất ở nước ngoài. Ông bắt đầu được thế giới biết đến qua tác phẩm đầu tay Lắng nghe gió hát khi ông 29 tuổi. Một năm sau đó, thiên tiểu thuyết thứ hai ra đời, Billboard 1973, nó như là phần tiếp theo, tiếp nối của tác phẩm Lắng nghe gió hát. Cả hai đã tạo thành một cái thiên truyện hoàn hảo và bắt đầu định hình dần dần phong cách Murakami. Nhưng phải đến tận khi Săn cừu hoang ra đời, nó mới chính thức khẳng định được cái phong cách viết của ông. Phong cách phương Tây đang xen phong cách Á Đông, hài hước thâm thúy, nhẹ nhàng, sâu sắc đi thẳng vào lòng người. Năm 1985, ông viết cuốn Xứ sở kỳ diệu lạnh lùng và nơi tận cùng của thế giới. Một câu chuyện siêu hiện thực, câu chuyện tưởng tượng, mơ mộng cùng yếu tố ma thuật trong tác phẩm đã đưa Murakami sang một tầm cao mới. Đến năm 1987, khi Rừng Naui ra đời đã trở thành hiện tượng, một trong 10 cuốn sách văn học dịch có ảnh hưởng lớn nhất ở nước này trong thế kỷ 20. Tiếp theo, hai nhỏ đọc hiểu. Tôi lớn lên ở một thị trấn ven biển tỉnh S, đó là một thị trấn nhỏ. Dù tôi có nói tên của nó, chắc quý vị cũng không một ai nhận ra. Cha tôi là một bác sĩ địa phương, tôi có một tuổi thơ khá êm đềm và thoải mái. Tôi có một người thân, tôi gọi cậu ấy là Ca. Khi nhà của chúng tôi rất gần nhau, cậu ấy học thấp hơn tôi một lớp, chúng tôi như những người anh em thực thụ. Cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, luôn chơi đùa cùng nhau. Chúng tôi chưa bao giờ giận hay cãi nhau. Tôi có một người anh ruột, chúng tôi cách nhau 6 tuổi. Vì sự khác biệt giữa tuổi tác và tính cách nên cả hai không bao giờ thân thiết với nhau. Người anh em duy nhất của tôi có là Ca. Ca là một cậu bé nhỏ người yếu đuối, khuôn mặt có những đường nét mềm mại, thường bị nhầm là con gái. Ca gặp trở ngại trong giao tiếp bình thường, vì vậy những người không biết sẽ nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ chậm phát triển. Và vì cậu quá yếu đuối, tôi đã trở thành người bảo hộ cho cậu cả ở trường và ở nhà. Tôi thuộc dạng to lớn và năng nó chơi thể thao, hầu hết các đứa trẻ khác đều phải ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lý do quan trọng nhất tôi thích ở bên cạnh Ca vì cậu ấy có một trái tim rất ấm áp và chân thành. Cậu ấy không chậm phát triển, nhưng chứng khó đọc đã khiến cho việc học tập của cậu khó khăn ít nhiều. Phần lớn các môn học cậu ấy đều phải nỗ lực rất nhiều. Thế nhưng khi vào lớp vẽ, cậu ấy lại trở thành một nhân tài. Chỉ cần đưa ca một cái cây bút chì, cậu ấy sẽ vẽ nên một bức tranh đầy sống động khiến giáo viên cũng phải kinh ngạc. Cậu ấy được rất nhiều giải thưởng và tôi chắc rằng Ca sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng nếu cậu tiếp tục duy trì sở thích hội họa này đến khi lớn. Ca thích nhất là vẽ cảnh biển. Cậu sẽ dành hàng giờ ngồi bên bờ biển và vẽ. Tôi ngồi bên cạnh cậu, ngắm từng chuyển động của cây cọ vẽ và tự hỏi vì sao cậu ấy có thể lấp đầy tờ giấy trắng bằng đủ loại sắc màu và đường nét.
Tôi nhận ra đó chính là tài năng thiên bẩm, không phải ai cũng có. Năm ấy vào tháng 9, một cơn bão lớn đổ bộ vào thị trấn của chúng tôi. Từ radio, người phát thanh lo lắng thông báo rằng đó là cơn bão lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Các trường học đều cho học sinh tạm nghỉ, các cửa hàng đều hạ cửa cuốn xuống, chuẩn bị sẵn sàng để đón cơn bão. Radio liên tục nhắc nhở người dân không nên ra khỏi nhà. Ngôi nhà của chúng tôi sau một khoảng thời gian sẽ rung lắc dữ dội, như thể có một bàn tay to lớn đang cầm lấy và lắc lư trong cơn bão. Đôi khi bên ngoài cửa sắt sẽ vang lên những cái tiếng động rất lớn do một vật gì đó va đập vào. Đến trưa chúng tôi ăn cơm với trứng ốp lết mẹ làm ban sáng, tiếp tục nghe đài và chờ đợi cơn bão nhanh chóng đi qua. Nhưng cơn bão không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cha tôi hé cửa một chút và nhìn ra ngoài. Gió đã ngừng, cơn mưa cũng vậy. Những đám mây xám xịt nặng nề dần tan bớt, sắc xanh đã lấp ló xuất hiện. Những cái cây trong sân ngã rạp xuống nền đất, nước ở khắp mọi nơi. Chúng ta đang ở tâm bão, cha tôi nói. Nó sẽ im lặng như thế này một thời gian khoảng 15 đến 20 phút rồi dông sẽ quay trở lại. Tôi hỏi cha, tôi có thể ra ngoài một chút hay không? Ông bảo có thể nhưng chỉ đi lòng vòng gần đây thôi. Tôi ra ngoài và khám phá xung quanh. Ca thấy tôi đang đi trên đường liền chạy ra. Cậu đang đi đâu vậy? Ca hỏi, tớ chỉ muốn xuống chỗ biển nhìn một chút thôi. Không nói thêm gì, cậu ấy liền đi bên cạnh tôi. Phía sau cậu còn có một chú chó lông trắng lon ton chạy theo. Chúng tôi leo xuống con đê và đi dọc bờ biển nhìn những cái đồ vật đang trôi dạt vào bờ. Chúng tôi cứ đi như vậy khoảng 5 phút khi tôi nhận ra con sóng dâng cao hơn, chạm đến chân tôi. Không có bất cứ âm thanh hay lời cảnh báo nào, biển cả dâng lên, há cái miệng đen ngòm của nó ra nhìn vào chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như vậy. Dù là một đứa trẻ nhưng tôi lớn lên cùng với biển và biết hình dạng hung dữ của nó trông như thế nào. Sự mang rợ của một trong những thứ xuất phát từ cổ xưa, tôi theo phản xạ lùi dần tránh xa khỏi con sóng. Thế nhưng nó vẫn như cũ dâng lên cao hơn và chạm vào chân tôi. Và rồi nó rút dần, không một tiếng động, cứ thế cuộn sâu và biến mất. Tôi có cảm giác mình là con mồi của một loài động vật ăn thịt to lớn. Nó đang nằm ở đâu đó chờ đợi thời cơ để xé xác tôi ra hàng trăm răng sắc nhọn. Tôi cần phải rời khỏi nơi đây. Tớ đi về đây, tôi hét với ca. Cậu ấy đang đứng dưới biển cách tôi khoảng 2 mét, quay lưng về phía tôi và đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Tôi chắc chắn rằng tôi đã la lên rất to, thế nhưng tiếng hét của tôi không hề đến được với cậu ấy. Ca đang ở một nơi nào đó khác, cậu ấy thường như vậy. Khi tập trung vào bất cứ thứ gì, những thứ khác đều không khiến cậu ấy bận tâm. Hoặc có lẽ tôi đã hét lên chưa đủ to. Tôi hồi tưởng lại tiếng hét của mình. Nó như một tiếng hét của ai đó khác chứ không phải của tôi. Rồi tôi nghe một tiếng gầm rú, trầm đục. Tiếng rú ấy làm rung chuyển cả mặt nước. Trước tiếng rú tôi còn nghe thêm một âm thanh khác, tiếng ùng ục của lửa sôi khi những con sóng dâng cao hơn. Nó kéo dài một lúc thì dừng hẳn. Rồi tôi nghe thấy tiếng rú kỳ lạ. Thế nhưng những thứ vẫn không khiến ca ngẩng đầu lên. Ca vẫn đứng đó bất động, cậu ấy không hề nghe thấy tiếng rầm rú. Làm sao cậu ấy không nghe thấy một âm thanh mà rung cả mặt đất? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Hoặc có lẽ chỉ có một mình tôi nghe thấy âm thanh ấy, một loại âm thanh đặc biệt nào đó. Ngay cả chú chó của ca cũng có vẻ như không để ý đến tiếng gầm, dù chó là một loài vật rất nhạy âm thanh. Tôi tự nói với bản thân, hãy chạy lại chỗ ca, kéo cậu ấy đi ra khỏi chỗ đó. Đó là một việc duy nhất cần làm. Tôi biết con sóng đang tới, còn ca thì không. Khi tôi nhận thức được hành động của bản thân, tôi đã chạy sang một con đường khác, chạy lên bờ đê một mình. Thứ khiến tôi hành động như vậy, tôi chắc chắn đó là nỗi sợ. Nỗi sợ đã khiến giọng nói tôi thắt nghẹn và khiến chân tôi chạy đi thật xa. Đến khi đã qua khỏi con đê, tôi mới có thể hét lên. Ca, ra khỏi đó ngay, con sóng đang tới. Lần này giọng nói tôi đã trở lại, không còn tiếng gầm rú quái quỷ ca. Quỷ ca đã nghe thấy tiếng hét của tôi và ngẩng đầu lên. Nhưng tất cả đã quá muộn, một con sóng khổng lồ vồ lên lao đến như vũ bão. Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế trong đời mình, nó gần như to bằng một tòa nhà 3 tầng, hoàn toàn vô danh, hoàn toàn vô thanh. Như theo trí nhớ của tôi, lúc ấy không có bất kỳ âm thanh nào xuất hiện.
Con sóng lao đến ca, che lấp cả khoảng trời phía trên cầu. Ca chỉ ngước lên nhìn tôi trong vài giây, vẻ bàng hoàng hiện lên trong mắt cậu, như thể cảm nhận được điều gì. Cậu quay lưng về phía con sóng, cậu cố gắng chạy thoát nhưng không còn thời gian để chạy. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhìn thấy con sóng đã nuốt chửng ca. Nó lao vào cậu như một đầu xe lửa chạy hết tốc lực. Tôi không thể tìm thấy ca hay là chú chó của cậu ấy trên bờ biển. Đó là một bờ biển trống không. Những con sóng liên tục dâng lên và rút dần về phía đại dương sâu thẳm. Tôi đứng đó thẫn thờ, nhìn trong bất động. Sự im lặng bao trùm lên vạn vật, một sự im lặng chết chóc vọng về từ bên trong trái đất. Con sóng đã cuốn trôi ca đi xa, tôi đứng đó không biết phải làm gì. Tôi có nên xuống biển không? Có lẽ cậu ấy mắc kẹt ở đâu đó gần bờ hoặc là bị vùi lấp dưới cát. Nhưng tôi đã quyết định không rời khỏi con đê. Theo những gì tôi được dạy, con sóng sẽ trở lại 2 hoặc là 3 lần. Tôi không chắc mình đứng đó trong bao lâu, 15-20 giây tiếp theo. Tôi nghĩ rằng con sóng tiếp theo sẽ tới. Một tiếng gầm dội lên giữa những tảng đá, sau khi âm thanh ấy biến mất, con sóng xuất hiện. Nó lao vào phía tôi, xóa sạch sự hiện diện của bầu trời. Nhưng lần này tôi không chạy trốn, tôi đứng đó chân lún vào cát, để con sóng nhào đến mình. Con sóng thứ hai cũng to như con sóng đầu tiên, có lẽ sẽ to hơn. Đến gần tôi, nó càng to hơn như một bức tường thành rung chuyển. Nó quá to để có thể là một con sóng. Nó giống như một thứ gì đó ở một nơi xa vời hơn. Đến đây, trong tình trạng của con sóng, tôi nghe tiếng tim mình đập rõ ràng vào giây phút cuối cùng. Tôi không nhắm mắt để cho bóng tối của con sóng ập lên mình. Thế nhưng khi vừa đến trước mắt tôi, con sóng dừng lại, bỗng nhiên nó cạn kiệt năng lượng, mất đi phương hướng, chỉ lơ lửng gào rú giữa không trung. Và ở sông bên trong cái họng đen ngòm của con sóng, tôi nhìn thấy ca. Có lẽ vài người sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện bịa đặt khó tin. Tôi sẽ không trách các bạn đâu, vì với tôi nó cũng vô cùng hoang đường. Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tin vào những gì mình đã thấy. Tôi không biết làm sao để giải thích cho các bạn rõ hơn. Nhưng những gì tôi kể không phải là ảo giác mà hoàn toàn là sự thật. Là những gì đã xảy ra trước mắt tôi. Bên trong con sóng là ca. Cậu nhìn thẳng vào tôi và cười. Ngay trước mắt tôi, một khoảng cách đủ gần để tôi có thể vươn tay ra chạm vào, là ca, người bạn thân thiết của tôi, người chỉ vừa vài phút trước bị con sóng nuốt chửng. Cậu đang cười với tôi. Đó không phải là nụ cười bình thường mà là một nụ cười to, quắt tận mang tai. Đôi mắt lạnh lẽo của cậu nhìn thẳng vào tôi, cậu ấy không còn là ca mà tôi biết. Cánh tay phải của cậu giơ về phía tôi như muốn kéo tôi và con sóng vào thế giới khác mà cậu đang ở. Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã có thể chạm vào tôi, nhưng không, cậu không chạm đến được, thế là cậu lại cười toe toét. Tôi gần như mất hoàn toàn nhận thức về thời điểm đó. Điều tiếp theo tôi còn nhớ là bản thân đang nằm trong phòng bệnh của cha mình. Tôi nằm trên giường bệnh tròn một tuần, không ăn uống gì, chỉ truyền chất dinh dưỡng dạng lỏng. Cha tôi nói tình trạng của tôi khá tệ, khiến ông ấy nghi ngờ rằng tôi phải vừa trải qua một cú sốc tâm lý chứ không đơn thuần là sốt. Nhưng tôi không thể nói cho mấy biết chuyện gì đã xảy ra. Cuộc sống của tôi từ khi ấy không còn giống như trước nữa. Cha mẹ của ca lại không căm ghét hay giờ hận tôi vì đã rủ ca xuống bãi biển giữa cơn bão. Họ biết tôi yêu thương và chăm sóc ca như em trai mình. Cha mẹ của tôi cũng vậy, họ không bao giờ đề cập đến chuyện này trong suốt cuộc đời của tôi. Nhưng tôi là người biết sự thật, tôi biết mình có thể cứu ca, tôi có thể chạy đến chỗ ca thật nhanh và kéo cậu ấy ra khỏi đó. Thế nhưng vì sợ hãi, tôi đã bỏ cậu ấy lại một mình và chạy trốn. Điều khiến tôi đau đớn hơn là cha mẹ ca và mọi người không trách móc tôi, thậm chí còn sợ tôi đau buồn nên không nhắc lại chuyện này. Mất một thời gian dài tôi mới vượt qua được cú sốc. Tôi nghỉ học nhiều tuần, không ăn uống được gì, chỉ nằm trên giường và nhìn trần nhà. Ca luôn ở đó, bên trong con sóng nhìn tôi và cười, tay giơ lên quẩy gọi. Tôi không thể xóa cái hình ảnh tang thương ấy ra khỏi tâm trí mình. Và khi tôi ngủ, hình ảnh ấy lại hiện lên, trừ việc ca đã bắt lấy tay tôi và lôi tôi và con sóng theo cậu. Cuối năm tôi van xin cha mẹ hãy chuyển đến một thị trấn khác, tôi không thể tiếp tục sống nơi này.
Ở bãi biển ca đã chết và cậu ấy sống trong những cơn ác mộng không hồi kết của tôi. Nếu không đi chỗ khác tôi sẽ hóa điên. Cha mẹ tôi đồng ý, tôi chuyển đến tỉnh Nagano, sống với gia đình bên nội, ở một làng gần Komuro. Tôi học hết tiểu học ở Nagamo. Tiếp tục học cả trung học và cao học ở đây. Tôi không bao giờ trở lại quê nhà, ngay cả dịp lễ, chỉ có cha mẹ thường đến thăm tôi. Tôi tránh xa quê nhà mình gần như 40 năm. Tôi không bao giờ quay trở lại bờ biển đó. Tôi sợ hãi rằng nếu tôi trở lại đó, cơn ác mộng sẽ trở thành sự thật. Tôi luôn thích bơi lội, nhưng từ ngày có tôi, từ ngày đó tôi không bao giờ đến hồ bơi nữa. Tôi cũng không đến những nơi có ao hồ hay sông suối. Tôi tránh xa mọi tàu thuyền và cũng không đi máy bay để ra nước ngoài. Tôi không thể ngừng nhìn thấy bản thân đang chết đuối như bàn tay lạnh lẽo của ca. Hình ảnh đen tối ấy, khi ấy không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Đến mùa xuân năm ngoái, tôi đã quay trở lại bờ biển nơi ca bị con sóng cuốn trôi. Nhà của ca cũng không còn, thay vào đó là một bãi đổ xe. Tôi cố vượt qua những xúc cảm trào dâng trong lòng ngực. Đã từ rất lâu rồi đây là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tôi đi về phía biển, leo qua con đê chắn sóng. Bãi biển không thay đổi gì, vẫn là những con sóng xô vào bờ, vẫn là đường bờ biển dài xa tít tắp. Vừa qua 4 giờ chiều, mặt trời ở phía xa đang ôm lấy bãi biển bằng một thứ cam màu hồng. Màu cam hồng, tôi bỏ ba lô xuống cát và ngồi trên một gờ đá. Nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, thật khó để tin nơi đây từng có một con sóng to khổng lồ đã nuốt chửng người bạn thân nhất của tôi, không còn ai ở lại. Mọi thứ gần như trở thành một giấc mơ xa vời trong tiềm thức của tôi. Tôi nhận ra bóng tối trong tim mình đã biến mất. Thật bất ngờ cũng như cách nó đến, tôi đứng dậy cởi giày ra và để nước biển ngập đến hết bàn chân, như thể hóa giải hết mọi khúc mắc. Những con sóng đang vỗ về tôi hiện tại chính là những con sóng ngày xưa. Đó là một con sóng chậm rãi dâng lên rồi trút xuống. Những người xung quanh nhìn tôi kỳ quặc, nhưng tôi không để tâm lắm. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được đường trở về. Tôi không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Tôi không còn thức dậy giữa đêm khuya vì chính tiếng thét gào của mình. Và tôi đang cố gắng bắt đầu lại cuộc sống của mình. Không, tôi biết rằng bây giờ đã quá muộn để bắt đầu lại. Tôi không còn nhiều thời gian để sống, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng may mắn. Dù nó có đến muộn đi chăng nữa, đến cuối cùng tôi dường như đã được cứu rỗi. Phải, may mắn cuộc đời chìm trong bóng tối với những thét gào, tiếng thét gào sợ hãi của tôi đã đi đến hồi kết. Người đàn ông thứ bảy im lặng và nhìn những người khác trong phòng. Không một ai nói gì hay cử động, thậm chí là cả thở. Tất cả đều chờ đợi phần kết của câu chuyện. Bên ngoài gió đã lặng, người đàn ông thứ bảy lại giơ tay lên chỉnh cổ áo như thể đang lựa lời để nói. Họ bảo chúng ta rằng thứ duy nhất chúng ta sợ hãi chính là bản thân, nỗi sợ. Nhưng tôi không tin vào điều đó lắm. Ông ta nói, một lúc sau ông ta nói thêm. Nỗi sợ hãi luôn ở đó, được thôi, nó đến bên ta trong nhiều hình dạng, trong nhiều thời điểm đàn áp chúng ta. Thứ đáng sợ nhất mà chúng ta làm khi ấy lại là quay lưng về phía nỗi sợ và nhắm mắt lại. Khi đó chúng ta sẽ giữ lại thứ gì quý nhất đối với bản thân, giấu nó vào trong tim mình và đầu hàng trước một thứ khác. Trong trường hợp của tôi, một thứ khác đó là những con sóng. Bóng ma ở Lexington, Phạm Hữu Thịnh dịch, nhà xuất bản Đà Nẵng 2007. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản tiếp theo trả lời câu hỏi giữa văn bản. Chú ý mối quan hệ giữa nhân vật tôi và ca, thì nhân vật tôi và ca là hai người bạn thân, ca học thấp hơn nhân vật tôi một lớp. Hai nhân vật ca có đặc điểm gì nổi bật? Thì ca có chứng khó đọc nhưng lại có năng khiếu trong lĩnh vực hội họa. Chú ý bối cảnh xảy ra câu chuyện, thì bối cảnh xảy ra câu chuyện là cuối tháng 9, một cơn bão lớn đổ bộ vào thị trấn. Con sóng được miêu tả như thế nào? Thì con sóng dâng cao lên chạm đến chân nhân vật tôi, rồi rút dần cứ thế cuộn sâu và biến mất. Điều gì khiến nhân vật tôi không hiểu nổi? Điều khiến nhân vật tôi không hiểu nổi là ca không nghe được cái tiếng gầm rú làm rung cả mặt đất như vậy.
Hình dung ca trong lòng con sóng dữ. Thì ca vô cùng hoảng sợ và bàng hoàng trước con sóng khổng lồ. Còn ca thì quá nhỏ bé để chỉ như hạt cát trong lòng con sóng. Khi cậu nhận ra thì con sóng đã ở quá gần mình. Hình dung tâm trạng của nhân vật tôi. Thì tâm trạng của nhân vật tôi bàng hoàng ngơ ngác, không biết điều gì xảy ra, không biết mình phải làm gì. Vì sao lại đây lại là câu chuyện khó tin đối với vài người? Thì đây là câu chuyện khó tin với vài người vì linh hồn ca hiện về khi đã bị cơn sóng nuốt chửng. Nhân vật tôi ân hận về điều gì? Nhân vật tôi ân hận vì đã sợ hãi bỏ ca lại một mình mà chạy trốn. Ân hận hơn khi cha mẹ ca và mọi người không trách mình. Vì sao nhân vật tôi phải chuyển nơi ở? Nhân vật tôi phải chuyển nơi ở vì bị ám ảnh bởi hình bóng của ca ở bãi biển này. Điều gì đã thay đổi trong con người nhân vật tôi? Thì nhân vật tôi đã không còn mơ thấy ác mộng bản thân đã được cứu rỗi. Tìm hiểu ý nghĩa những lời cuối cùng của người thứ bảy thì ý nghĩa lời nói, thứ đáng sợ nhất mà chúng ta thấy là ta luôn đầu hàng với nỗi sợ. Tiếp theo câu hỏi cuối bài, một tóm tắt văn bản và xác định nhân vật chính của truyện người thứ bảy. Tóm tắt, nhân vật tôi và ca là hai người bạn thân. Trong một cơn bão lớn thì con sóng dữ dội đã cuốn ca đi trước sự chứng kiến của nhân vật tôi. Hình ảnh đó đã ám ảnh trong tâm trí nhân vật tôi khiến anh phải chuyển chỗ ở. Sau 40 năm nhân vật tôi mới trở lại quê nhà, anh đã dũng cảm quay trở lại bờ biển năm đó, nơi đã cuốn người bạn của mình đi mất. Dường như mọi thứ đã xoa dịu được nỗi đau của nhân vật tôi. Anh không còn nằm mơ thấy ác mộng cũng như hình ảnh những con sóng dữ. Anh cảm thấy may mắn vì nỗi sợ hãi đã được biến mất. Nhân vật chính của chuyện là nhân vật tôi. Câu 2 nêu nội dung chính của mỗi phần được đánh số trong văn bản bằng một câu ngắn gọn. Phần 1 đó là hình ảnh ca bị con sóng cuốn mất trước mặt, trước sự chứng kiến của nhân vật tôi. Phần 2 là nỗi ám ảnh trong tâm trí của nhân vật tôi. Phần 3 nhân vật tôi đối diện với nỗi sợ và sự giải thoát trong tâm trí. Câu 3 phân tích sự chuyển biến tâm lý của nhân vật tôi trước và sau cái chết của ca, từ đó nhận xét về tính cách nhân vật tôi. Thì nhân vật tôi trước cái chết của ca, nhân vật tôi và ca có mối quan hệ thân thiết, đón nhận cơn bão bằng cả sự ngây thơ và hứng thú. Khi con sóng đến thì gọi ca nhưng ca không nghe thấy, khi con sóng cuốn lấy ca thì tận mắt chứng kiến chạy mất. Nhân vật tôi sau cái chết của ca thì đang nằm trong phòng bệnh của cha mình. Người cha kết luận nhân vật tôi vừa phải trải qua một cú sốc tâm lý hơn là cơn sốt đơn thuần. Nhân vật tôi khi chứng kiến sự mất mát đó thì vô cùng sốc và đau buồn. Khi thấy ca trong con sóng hoang mang sợ hãi trong tâm trí. Tính cách nhân vật tôi là người sống có trách nhiệm, hồi trẻ còn ngây thơ hồn nhiên nhưng sâu sắc và trưởng thành. Sự mất mát của ca có thể coi là một tình huống mà nhân vật tôi đã thay đổi tính cách. Nó là động lực để nhân vật tôi dám đối diện với nỗi sợ hãi để mà thay đổi chính bản thân mình. Tiếp theo câu 4, hình ảnh con sóng dữ dội và nụ cười của nhân vật ca trong con sóng được nhắc lại nhiều lần có ý nghĩa và tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung câu chuyện. Thì hình ảnh con sóng dữ dội tượng trưng cho những khó khăn thử thách trong cuộc sống mà con người luôn phải đối mặt. Hình ảnh nụ cười của nhân vật ca tượng trưng cho sự lạc quan để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Hai hình ảnh này nó có ý nghĩa nhấn mạnh và tạo ra sự ấn tượng mạnh mẽ về cách truyền đạt nội dung, ý nghĩa và thông điệp của câu chuyện. Tiếp theo câu 5, truyện người thứ 7 muốn gửi đến bạn đọc thông điệp gì? Đoạn kết của truyện có phải là nội dung thông điệp ấy không thì sao? Thì truyện người thứ 7 muốn gửi đến ta thông điệp, thay vì chạy trốn hãy đối diện với nỗi sợ, chúng ta hãy dũng cảm đối diện với nó, để bản thân không bị đánh mất những cái giá trị quan trọng. Đoạn kết của câu chuyện cũng chính là nội dung thông điệp vì bài học mà nhân vật tôi nhận ra,
cũng là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc. Câu 6 em có ấn tượng sâu sắc về nhất về chi tiết, hình ảnh, sự việc, nhân vật, lời thoại nào trong truyện ngắn này, vì sao? Ví dụ như em thích nhất cái sự việc nhân vật tôi luôn cảm thấy ám ảnh về sự kinh hoàng đó, bởi em thấy được hình bóng của mình. Để đối diện với điều này thì nhân vật tôi phải chuyển chỗ, cũng giống như ta luôn phải chạy trốn với nỗi sợ. Để vượt qua một điều khó khăn về mặt tâm lý là rất khó. Sự ám ảnh, niềm hoang mang, lo sợ luôn bổ vây họ. Để cứu thoát cho chính bản thân mình thì chỉ còn cách chạy trốn khỏi nỗi sợ đó. Thank you.